Chào mừng các bạn quay trở lại với channel OVBiz. Cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi. Việc thanh đạt sớm khi chưa đáp ứng đủ điều kiện sẽ sớm bộc lộ những hạn chế yếu kém. Những cán bộ trẻ có xuất phát điểm là con ông cháu cha, được kỳ vọng là những hạt giống đỏ của đất nước. Tưởng rằng tương lai đang nằm trong tầm tay nhưng lại bị kỷ luật, sự nghiệp chính trị của họ đều đã dừng lại. Để biết những người này là ai, xin mời các bạn đón xem. Những hạt giống đỏ bị phế chuất khỏi chính trường Việt Nam. 1. Nguyễn Xuân Anh, Cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1976, từng là Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Anh từng giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 21. Là con trai cả của ông Nguyễn Văn Trì, chính trị gia từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 (2006-2011), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2003-2011) sự nghiệp của Nguyễn Xuân Anh phải nói là thăng tiến cực kỳ nhanh. Từ năm 1999 đến tháng 8 năm 2006, phóng viên, phó ban trưởng ban quốc tế báo thanh niên cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2015, ban chấp hành đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa 21 tại kỳ họp thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Thời điểm được bầu, ông là một trong hai bí thư tỉnh thành trẻ nhất Việt Nam, người kia là ông Nguyễn Thành Nghị, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nguyễn Xuân Anh được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. Tuy nhiên, con đường chính trị đang thăng tiến của ông lại vi phạm kỷ luật Cụ thể, ngày 18 tháng 9 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân. Theo đó, những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật. Một trong số các sai phạm là ông và thư ký nhận hối lộ của Vũ Nhôm, mỗi người một căn nhà. Ngày 6 tháng 10 năm 2017, ông bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư thành ủy Đà Nẵng, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và thôi giữ chức ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại phiên họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, toàn bộ 48 đại biểu có mặt, ông đã xin phép vắng mặt, bỏ phiếu tán thành bãi nhiệm chức danh chủ tịch và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9. Chiếc xe biển số xanh 43A299 sao hiệu Toyota mà bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh đang dùng bị cho là mang số giả vì trùng số với xe Range Rover của doanh nhân đã tặng cho Đà Nẵng chiếc Toyota. Thành ủy Đà Nẵng cho rằng đó là chuyện bình thường, vì xe sau mang biển số trắng. Cựu Phó trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Đình Hương cho rằng việc đưa đến sự cố Nguyễn Xuân Anh là do công tác quản lý cán bộ, chọn người không đúng đưa vào cấp ủy, chọn người không qua rèn luyện thử thách, không có dấu ấn gì đối với Đà Nẵng. Đó là hiện tượng con ông cháu cha. 2. Lê Phước Hoài Bảo, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam Sinh năm 1985, con trai cựu bí thư Quảng Nam Lê Phước Thành, theo học trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành tài chính tín dụng. Sau khi tốt nghiệp, Lê Phước Hoài Bảo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thu hút theo dạng nhân tài, cũng là người đầu tiên được tỉnh đưa đi học thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính và chiến lược tại trường Cremon Graded University, Hoa Kỳ. Theo một bài báo của Pháp luật Việt Nam năm 2015, thì sau 2 năm miệt mài đèn sách, Lê Phước Hoài Bảo về lại tỉnh nhà để cống hiến cho quê hương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định phân công Hoài Bảo về công tác tại phòng xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai. Làm chuyên viên một thời gian, Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vào vị trí phó phòng xúc tiến đầu tư của ban này. Không lâu sau, Hoài Bảo được bổ nhiệm lên trưởng phòng khiến ai cũng nể phục vì tuổi trẻ tài cao. Ngày 26 tháng 2 năm 2014, ông Lê Phước Thành, lúc này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định số 649 điều động ông Lê Phước Hoài Bảo đang đương chức trưởng phòng xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân huyện Thăng Bình khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường để bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, ông Lê Phước Hoài Bảo đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2015, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thành ra quyết định số 1125 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo chức vụ phó giám đốc sở kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2015. Ngày 23 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo từ phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam lên giám đốc sở này. Lúc này Bảo mới tròn 30 tuổi và trở thành giám đốc sở trẻ nhất nước. Tuy nhiên, với việc bổ nhiệm thần tốc, Tại kỳ họp 20 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư không trung thực trong kê khai quá trình công tác trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ý thức tổ chức kỷ luật kém, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng. Cơ quan điều tra yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. 3. Vũ Quang Hải, Tổng Giám đốc Sabeco Sinh năm 1986 là con trai nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Năm 2011, ông Hải từng làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Dầu khí PVFI có vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN nắm giữ trên 51% vốn điều lệ. Tuy nhiên, thời gian này PVFI đã lỗ 155 tỷ đồng, năm 2012 lỗ tiếp 64 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Việc này khiến dư luận khi đó thắc mắc tại sao một công ty lớn về tài chính như PVFI lại được giao cho một lãnh đạo trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính khiến Bộ Công Thương phải lên tiếng khẳng định chưa có cơ sở để cho rằng ông Vũ Quang Hải đã gây thua lỗ 220 tỷ đồng cho PVFI trong thời gian làm tổng giám đốc PVFI. Năm 2015, Ông Vũ Quang Hải khi đó mới 28 tuổi đã được lãnh đạo Bộ Công thương điều động về Sabeco ở vị thế hàm phó vụ trưởng tham gia hội đồng quản trị Sabeco để bầu làm thành viên hội đồng quản trị giữ chức vụ phó tổng giám đốc Sabeco. Đến tháng 8 năm 2016, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có văn bản số 875 gửi thanh tra chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giám sát việc bổ nhiệm lãnh đạo tại Sabeco do có quá nhiều vi phạm về quy định của pháp luật. Khi đó trong văn bản gửi đi, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI cho biết, hơn 2 tháng qua, VAFI đã có nhiều văn bản gửi Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan phản ánh việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, làm thành viên hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco là trái với luật doanh nghiệp năm 2005. Đồng thời, việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Sabeco là vi phạm luật phòng chống tham nhũng 2005. Vụ việc trên đã gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian dài. Tháng 11 năm 2016, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương do để xảy ra một loạt vi phạm, trong đó nhấn mạnh đến việc thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Ông Hoàng sau đó cũng bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý kỷ luật và Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong thời kỳ này. Ngày 25 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương cho biết đã nhận được đơn tư nhiệm của ông Vũ Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco. 4. Trần Thanh Bẫn, trưởng phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng. Một hạt giống đỏ nữa cũng phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình là Trần Văn Mẫn. Cụ thể vào ngày 7 tháng 7 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, ông Trần Văn Mẫn, trưởng phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Mẫn có đơn xin nghỉ việc từ tháng 6 vì lý do gia đình. Tuy nhiên theo quy định, Sở Kế hoạch Đầu tư gửi văn bản qua Sở Nội vụ xem xét và đến nay Sở Nội vụ đã đồng ý đơn của ông Mẫn. Tuy nhiên ông Mẫn là cán bộ được thành phố bỏ kinh phí đào tạo theo đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đề án 922 nên phải chờ thêm ý kiến của Trung tâm phát triển nguồn lực chất lượng cao mới thanh lý hợp đồng và ra quyết định chính thức. Trước đó tháng 4 năm 2018, ông Trần Văn Mẫn bị tố cáo được cử đi theo học theo đề án 992 chưa phù hợp tiêu chuẩn chi phí đào tạo ông Mẫn học thạc sĩ trong gần một năm là khoảng 500 triệu đồng. Giữa năm 2018, ông Mẫn cùng 4 trưởng phòng khác của Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng đăng ký thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, nhưng sau đó rút khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân. Ông Trần Văn Mẫn là con của bị can Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Minh bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Minh bị bắt để phục vụ điều tra vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm. Trên đây là những hạt giống đỏ bị phế chốt khỏi chính trường Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để mua OVBIS. Xin chào và hẹn gặp lại.